Chào các em, anh xin tự giới thiệu. Anh là Nguyễn Tiến Dũng, là thủ khoa đại học khối B năm 2016 và hiện tại anh đang học chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Hà Nội. Hôm nay đến đây, anh sẽ chia sẻ cho các em một số kinh nghiệm chung trong quá trình ôn thi và làm bài thi chính thức môn sinh. Phần đầu tiên, anh sẽ nói về những kinh nghiệm chung trong quá trình ôn thi môn sinh cũng như làm bài thi môn sinh. Đó là thứ nhất, môn sinh so với môn vật lý trong tổ hợp môn khối A thì nó sẽ không đòi hỏi tư duy nhiều, nhưng nó sẽ cần các em phải hiểu kỹ lý thuyết cũng như làm các giảng bài tập thì mới có thể đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới được. Và đối với những bạn mà mục tiêu thi tốt nghiệp thì chỉ cần học học kỹ lý thuyết, làm số giảng bài tập điển hình thì có thể đạt được từ 5 đến 6 điểm. Còn đối với những bạn mà mục tiêu ôn thi đại học khối B thì môn sinh là một trong 3 môn tổ hợp khối B nên đòi hỏi là dành nhiều thời gian hơn và dành thời gian học kỹ lý thuyết cũng như luyện tập kỹ năng làm bài thì mới có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi được. Và đến thời điểm này anh nghĩ chắc các em cũng đã ôn tập rất kỹ môn sinh rồi, thì anh sẽ không nói kỹ vào học như thế nào nữa, mà anh sẽ chia sẻ thẳng luôn là ôn thi như thế nào, làm bài thi như thế nào, cũng như chế độ nghỉ ngơi như thế nào để các em được đạt kết quả tốt nhất trong cái thi sắp tới. Đầu tiên là ôn thi như thế nào, có 3 điều các em cần chú ý. Thứ nhất, đó là ôn tập lại định kỳ theo tuần các lý thuyết hay những phần mà các em chưa chắc chắn hoặc là còn quên để có thể có kiến thức toàn vẹn nhất bước vào kỳ thi sắp tới. Thứ hai là luận giải nhanh đề thi. Sẽ có 2 điều các em cần quan tâm. Thứ nhất là chính xác, thứ hai đến tốc mới đến tốc độ. Nếu em làm chính xác nhưng làm chậm thì các em sẽ không làm kịp đề thi, bởi vì đề thi môn sinh thường dài. Còn nếu các em làm nhanh nhưng mà ẩu thì các em sẽ mất điểm câu ấy. Tiếp theo là cần kiểm tra lại bài làm của mình sau khi làm. Tại sao? Bởi vì sẽ có những sai sót sẽ khiến các em mất điểm. Thứ ba đó là kiểm tra lại. Tức là sau khi làm mỗi bài thì các em nên kiểm tra lại chắc chắn đáp án của mình trước khi chuyển sang câu khác. Và thường thường đề thi môn sinh sẽ có khoảng thời gian rảnh cuối giờ tầm 10-15 phút để các em có thể khảo lại những câu mà em chưa chắc chắn hoặc những câu mà các em nghĩ còn phân vân và chưa làm được. Và song song giữa quá trình luyện giải nhanh đề thi thì các em cũng cần ôn tập những phần mà các em cảm thấy mình đang hổng kiến thức hoặc những phần mà em thường hay làm sai trong các đề thi em luyện để có thể hoàn thiện kiến thức và có một kiến thức tốt nhất để bước vào kỳ thi sắp tới. Phần thứ hai anh muốn chia sẻ đó là về kỹ năng làm bài thi trong đề thi chính thức. Thì có những nguyên tắc mà các em cần chú ý trong khi làm đề thi chính thức. Thứ nhất, đó là làm những câu ôn thi tốt nghiệp trước và nhanh để dành thời gian làm những câu khó hơn phía sau. Thường thì đề thi sẽ có tầm 15 đến 20 câu đầu là dành cho các bạn mục tiêu ôn thi tốt nghiệp, và những câu này thường là chỉ là lý thuyết đơn thuần hoặc bài tập cũng đơn giản và các em có thể làm nhanh chóng và chính xác để dành thời gian làm những câu khó hơn phía sau. Tiếp theo là các em cần quan tâm đến làm chính xác thì 12 mới đến tốc độ. Và làm mỗi câu thì các em cần kiểm tra lại đáp án ngay trước khi chuyển sang câu khác để khỏi mất thời gian kiểm tra lại toàn bộ đề thi, bởi vì đề thi môn sinh thường rất dài và rất nhiều câu, các em không đủ thời gian để kiểm tra lại từng câu một được. Tiếp theo đó là phải đánh dấu lại những câu chưa làm được để cuối giờ còn thời gian có thể làm tiếp hoặc sửa lại. Và cuối cùng thì nếu các em không làm kịp đề thi ấy, thì thường đáp án của bộ sẽ phân chia đáp án đều 25% cho mỗi đáp án, và các em dựa vào những đáp án phía trước mà các em đã làm
thì xem tỷ lệ đáp án nào còn ít thì các em khoanh vào đáp án ấy thì sẽ tăng tỷ lệ đúng thêm của các câu còn lại. Cuối cùng anh sẽ chia sẻ về chế độ nghỉ ngơi trong quá trình ôn thi để các em có thể đạt trạng thái tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Thi Trung học phổ thông quốc gia thì lịch thi sẽ vào buổi sáng và buổi chiều chứ không phải buổi tối. Do đó các em cần điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình, tức là buổi tối các em cần ngủ sớm và đúng giờ, và theo lời khuyên của anh thì không quá 12 giờ 30 phút. Bởi vì nếu quá thời gian này thì buổi sáng dậy sẽ rất uể oải và các em sẽ không có tinh thần tốt để làm bài thi cũng như ôn thi được. Thứ hai, về ngủ trưa thì bình thường anh khuyên là nên ngủ từ 30 đến 45 phút, không nên ngủ quá nhiều, vì ngủ quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng vào buổi chiều cũng như ảnh hưởng đến độ tỉnh táo của mình trong khi làm bài. Và tiếp là tiếp theo đó là tập dậy sớm buổi sáng và tập tỉnh táo buổi sáng. Dù các em ngủ sớm vào buổi tối nhưng các em không tập thói quen dậy sớm buổi sáng cũng như tập tỉnh táo buổi sáng thì cũng không có đủ sự minh mẫn để làm bài thi tốt được. Trên đây là một số kinh nghiệm trong quá trình ôn thi cũng như làm bài thi chính thức của anh. Ở những video tiếp theo anh sẽ nói kỹ hơn về chương trình sinh học 12 cũng như các phần các em cần lưu ý để có thể tranh thủ ôn tập lại cũng như làm thêm để có thể đạt điểm kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới. Hẹn gặp các em trong các video lần sau. Chào các em.